Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên kiểm tra chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở kè trên tuyến sông Hồng. Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng về bài viết tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hưng Yên đầu tư gần 1.500 tỷ đồng xây dựng đường vành đai 3,5. Cần khắc phục những điểm đen mất an toàn giao thông ở huyện Phù Cử. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ hai tại nhà Quốc hội với nhiều nội dung quan trọng. Dự kỳ họp về phía đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong ngày làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày tờ trình về dự án luật dữ liệu. Buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ năm 2025 đến năm 2027, báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược. Trong đó nhấn mạnh giải pháp đưa vào dự thảo luật nhằm giải quyết triệt để tình trạng thiếu thuốc, đảm bảo quyền lợi của người dân về tiếp cận thuốc. Buổi chiều, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình về dự án luật dữ liệu. Ở nước ta, qua rà soát hệ thống pháp luật thì chỉ có một số luật có quy định về trách nhiệm của cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu trong việc xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác sử dụng dữ liệu. Tuy nhiên, tất cả các luật đều không quy định cụ thể, thống nhất về xử lý, quản trị dữ liệu như việc thu thập, số hóa, đảm bảo chất lượng, lưu trữ dữ liệu. Chưa có quy định về nền tảng phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu. Chưa quy định về việc tạo lập cơ sở dữ liệu được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hoạch định đường lối chính sách, phát triển kinh tế xã hội, cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công. Chưa quy định sản phẩm dịch vụ liên quan đến dữ liệu đang phát triển trên thế giới như sàn giao dịch dữ liệu, dịch vụ trung gian dữ liệu, dịch vụ phân tích, tổng hợp dữ liệu. Do vậy, việc xây dựng luật dữ liệu là rất quan trọng, cần thiết, cấp thiết để đảm bảo bao quát đầy đủ các nội dung nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ đã xác định trong công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng, sử dụng hiệu quả dữ liệu để phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm, quản lý và bảo vệ dữ liệu. Tiếp đó, tại phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Sau 2 ngày diễn ra, hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã hoàn thành chương trình nội dung diễn tập quốc phòng an ninh năm 2024. Dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Với đề mục chuyển hoạt động của ngành văn hóa thể thao và du lịch vào trạng thái quốc phòng, động viên tiềm lực ngành văn hóa thể thao và du lịch phục vụ nhu cầu chiến tranh. Quá trình diễn tập các bài tập đã bám sát đúng nội dung, kế hoạch đã xác định phù hợp với tình hình thực tiễn, cũng như chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình. Với tinh thần nghiêm túc, các nội dung diễn tập đảm bảo đúng quy định, sát thực tế, phù hợp với điều kiện của ngành khi có chiến tranh xảy ra. Kết thúc diễn tập, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 4 tập thể và 17 cá nhân. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở kè trên tuyến đê sông Hồng, gồm kè Lam Sơn, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, kè Nghi Xuyên, xã Chí Tân, huyện Quái Châu và kè Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang. Do ảnh hưởng của bão số 3 và lũ trên sông Hồng, sông Luộc vào tháng 9, các tuyến đê kè của tỉnh xảy ra nhiều sự cố, trong đó kè Lam Sơn xuất hiện cung sạt với chiều dài khoảng 40m, lấn sâu vào mái kè từ 2m đến 3m. Hiện nay vẫn có chiều hướng sạt lở thêm. Tại thân mỏ Hàn số 5,
Phía thượng lưu kè Nghi Xuyên sạt lở tạo thành cung sạt có chiều dài khoảng 10 mét, lấn sâu vào thân mỏ hàn từ 1,5 mét đến 2 mét. Đầu năm 2024, kè Phi Liệt khu vực cửa sông xả ra sông Hồng của trạm bơm Liên Nghĩa, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tương ứng với K83-842, đê tả sông Hồng, xảy ra sự cố sạt lở chân kè và cơ kè. Kiểm tra các điểm sạt lở, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, để đảm bảo an toàn cho công trình đê kè phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế nhằm đánh giá nguyên nhân gây ra sự cố và thiết kế xử lý khắc phục sự cố, trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt, tổ chức lựa chọn các nhà thầu tham gia xử lý khắc phục sự cố theo quy định. Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để khắc phục sự cố công trình. Ủy ban Nhân dân các huyện Khoái Châu, Văn Giang và thành phố Hưng Yên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố sạt lở, báo cáo kịp thời, xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ sự cố sạt lở theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng về bài viết tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề năm 2024 về phát huy giá trị văn hóa con người Hưng Yên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và trực tuyến ở gần 69 điểm cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh với sự tham gia của trên 1.200 cán bộ đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên, học viên chính trị khu vực 1 truyền đạt 3 nội dung cơ bản về bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Bài viết trên 13.000 chữ đã khái quát những truyền thống vẻ vang của Đảng 94 năm qua trong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Từ đó góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tin cho mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc. Các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện tư duy chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người Hưng Yên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Chuyên đề nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về văn hóa con người. Sau khi nghe truyền đạt về các nội dung trên, các đại biểu đã làm bài thu hoạch bằng hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm ngay khi kết thúc hội nghị. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vừa nhất trí thông qua chủ trương đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 đoạn từ đường tỉnh 378 đến quốc lộ 5 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kết nối với thủ đô Hà Nội qua sông Hồng. Đường vành đai 3,5 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều dài tuyến trên 8 km, điểm đầu giao với DT378, tức đê tả sông Hồng trên địa bàn huyện Văn Giang, điểm cuối tuyến giao với quốc lộ 5 nhánh phải thuộc địa phận huyện Văn Lâm, trong đó không nghiên cứu trong dự án đoạn dài gần 2,8 km qua khu đô thị Ocean Park 2 và 3 đang được Vingroup đầu tư. Chiều rộng mặt đường 16m gồm 4 làn xe chạy và 2 dải an toàn, hai bên có vỉa hè rộng 3m mỗi bên. Tuy nhiên, quy mô giải phóng mặt bằng rộng 60m. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông xây dựng tỉnh Hưng Yên làm chủ đầu tư. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự kiến diện tích giải phóng mặt bằng trên 57 ha, trong đó gần 12 ha để xây dựng khu tái định cư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2028. Tuyến đường sẽ kết nối với đường DT377, 378, 379, quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường kết nối di sản dọc sông Hồng. Trong tương lai, điểm đầu tuyến sẽ kết nối với cầu Ngọc Hồi qua sông Hồng và kết nối với vành đai 3,5 bên phía Hà Nội. Nhằm sớm giải phóng mặt bằng bàn giao diện tích đất ở để xây dựng đường vành đai 4,
huyện Văn Giang đã chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư, các xã tập trung tổ chức xét duyệt nguồn gốc tài sản trên đất. Để xây dựng đường vành đai 4, huyện Văn Giang có 416 hộ có đất ở bị thu hồi với tổng diện tích trên 79.000 m2. Huyện đã triển khai xây dựng 6 khu tái định cư. Đến nay, các khu tái định cư đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng. Cụ thể, khu tái định cư tại xã Thắng Lợi thi công đạt 97%, khu tái định cư tại xã Vĩnh Khúc thi công đạt 60%, 4 khu tái định cư tại xã Mễ Sở gồm Nhạn Tháp 2 đạt 97%, Nhạn Tháp 1 đạt 60%, khu tái định cư Hoàng Trạch 1 đạt 90% và khu tái định cư Hoàng Trạch đạt 80%. Huyện đã cơ bản hoàn thành việc xét duyệt nguồn gốc đất ở, điều kiện tái định cư và bồi thường hỗ trợ đối với đất ở. Tuy nhiên, cần phải hoàn thiện bổ sung hồ sơ đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và quy định mới của tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành công tác kiểm kê và lập dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ đối với công trình, vật kiến trúc và tài sản trên đất của các hộ gia đình có đất ở bị thu hồi. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đối với công trình, vật kiến trúc và tài sản trên đất ở dự kiến trên 300 tỷ đồng. Huyện đang chỉ đạo các xã tổ chức xét duyệt nguồn gốc tài sản, thời điểm hình thành, điều kiện được bồi thường hỗ trợ, đồng thời công khai phần tài sản trên đất của từng hộ gia đình cá nhân. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên, đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng của bão số 3. Trong đó, tổng số khách hàng bị thiệt hại là gần 4.400 khách hàng, với tổng dư nợ bị thiệt hại 4.230 tỷ đồng. Các biện pháp hỗ trợ và giải pháp tháo gỡ, hạ lãi suất, tổng dư nợ được hạ lãi suất là trên 2.200 tỷ đồng. Số tiền lãi được hỗ trợ là 2,4 tỷ đồng. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là trên 2.300 khách hàng, với tổng dư nợ là 144 tỷ đồng. Miễn giảm lãi vay trên 1,4 nghìn khách hàng, với tổng dư nợ trên 1,3 nghìn tỷ đồng. Cho vay mới trên 8 nghìn khách hàng, với tổng dư nợ là 164 tỷ đồng. Mức giảm từ 0,5% đến 2% trên năm lãi suất cho vay. Miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả. Đối với khoản vay mới của những khách hàng bị thiệt hại sẽ được các ngân hàng giảm từ 0,5% trên năm đến 1% lãi suất cho vay theo từng đối tượng lĩnh vực. Đến nay, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt trên 100.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 vừa qua đã làm gãy đổ gần 1.600 cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Với phương châm nỗ lực cứu nhiều cây nhất có thể, đơn vị chức năng đã trồng và dựng lại được hơn 1.300 cây xanh. Đến nay, những hàng cây bị gãy đổ do bão đã bắt đầu hồi sinh trở lại. Khu vực vườn hoa, cây bưu điện tỉnh là một trong những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3. Gần như cả vườn cây sao đen, tùng, giáng hương, Osaka, hoa ban, xà cừ bị đổ nghiêng, đổ rạp, thậm chí là bật gốc. Cùng với việc huy động lực lượng thu dọn cành thân cây gãy đổ để đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra và xác định cây có khả năng phục hồi, tiến hành cắt tỉa, cưa bớt cành lá, hạn chế tình trạng mất nước qua lá để cây tập trung dinh dưỡng, nuôi thân. Hiệu quả ban đầu chúng tôi sơ bộ đánh giá thì lượng cây sống sót sau khi dựng lại sẽ đạt cỡ khoảng 80-90%. Cây quý như những cây như là cây giáng hương hay cây sang thì chúng tôi cũng cố gắng dựng lại và cứu sống được cây đó. Và những cây đó thì cái thời điểm trồng nó được khoảng 10 năm rồi, tuy nhiên cái năm tuổi của cây nó cũng lớn hơn rất nhiều. Nhờ khắc phục kịp thời, những cây xanh được dựng trồng lại tại các trục đường khu vực công cộng, công viên, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã bám rễ, ra mầm xanh trở lại. Trong đó có nhiều cây quý lâu năm như cây đa nhiều năm tuổi trước cửa đền Bà Chúa Kho, cây xanh trong công viên Nam Hòa, Hồ Bán Nguyệt. Họ cưa, thế là họ lấy cái máy họ đẩy lên hay là họ mới đặt lại đi chứ. Bây giờ nó đang mọc trồi kìa. Cổng đèn có cây này quá đẹp. Cây xanh ở đô thị này rất quan trọng đối với người dân, trước hết là người dân ở khu vực sinh sống tại thành phố. Và du khách đến thành phố Hưng Yên thì cảm nhận cái môi trường của mình cũng đảm bảo. Để ươm được một cây bóng mát đủ tiêu chuẩn trồng trong đô thị, phải cần thời gian ít nhất từ 5 năm đến 7 năm. Sau khi trồng, để cây phát huy được giá trị như mong muốn, có thể cần thêm 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Vì vậy, cứu được những cây xanh gãy đổ hồi sinh trở lại không chỉ giúp giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra, mà còn giúp thành phố duy trì được mỹ quan, cảnh quan đô thị. Thưa quý vị và các bạn,
Nhận được phản ánh của người dân về trường hợp san lấp lấn chiếm ao hồ tại thôn Cạ Bắc, Ủy ban nhân dân xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi đã xác minh, kiểm tra và xử lý kịp thời. Khu vực ao có diện tích hơn 9.300 m². Đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Hồ Tùng Mậu ký hợp đồng cho ông Nguyễn Tài Huyền, chú tại thuê thầu ao để chăn nuôi thủy sản. Thời hạn là 5 năm. Do đường vào ao và các bờ bao xung quanh bị sạt lở, nhỏ hẹp, khó khăn cho hoạt động sản xuất, nên đầu năm 2024, ông Huyền đã san lấp đất, mở rộng đường thành 3 mét. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, xã Hồ Tùng Mậu đã thành lập đoàn công tác, xác minh, kiểm tra, yêu cầu ông Huyền dừng việc thi công và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phân công lực lượng tăng cường kiểm tra giám sát, không để tái diễn vi phạm. Sau khoảng thời gian bất ổn về an ninh trật tự do lượng công nhân xây dựng đô thị Vinhomes đến thuê trọ quá đông, thì khoảng hơn một năm trở lại đây, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Nghĩa Chủ, huyện Văn Giang đã bình yên trở lại. Kể từ khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thành lập tháng 7 năm 2024, thì công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong các khu dân cư cơ bản là do lực lượng này đảm nhận. Mỗi thành viên được giao phụ trách một khu. Ngoài việc nắm bắt tình hình an ninh trật tự chung, thì các thành viên có trách nhiệm theo dõi hàng ngày, kiểm soát số nhân khẩu, di biến động, thậm chí là cả việc sinh hoạt hàng ngày tại các nhà trọ. Nhờ đó, luôn đảm bảo người dân có cuộc sống bình yên. Qua đây cho thấy tình hình trật tự an toàn xã hội đã ổn định trở lại. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn xã, thì mỗi thôn là cũng có 3 người thường xuyên đi nhắc nhở các phòng trọ không thức khuya quá 10 giờ và không uống rượu say. Trước khi vào là tôi cũng nói những cái người là không nghiện ngập ma túy và làm ăn nó đàng hoàng, hãn cho vào ở. Nghĩa Trụ hôm nay đã có nhiều thay đổi cả về diện mạo đến đời sống dân sinh. Miền quê đổi mới, xen lẫn đô thị hiện đại, kinh tế dịch vụ thương mại phát triển trong các khu dân cư đông đúc tấp nập hơn rất nhiều, nhưng không ồn ào, xô bồ mà vẫn giữ được sự bình yên. Đằng sang cái năm nay là thấy không có tệ nạn xã hội, nên cả khu này cũng có một số nhà trọ nhưng mà nghe cũng yên lắm. Cuộc sống người dân là cũng khá hơn trước và ổn định nhỉ. Thì các cháu học hành nó cũng yên tâm. Cho đến giai đoạn này thì đối với an ninh trật tự ở đây thì rất là tốt, kể cả trộm cắp cũng không xảy ra. Nói chung là rất là yên tâm, các cháu đi học môi trường tốt. Theo tổng hợp của công an xã, 9 tháng đầu năm nay xảy ra 8 vụ về ma túy, giảm hàng trăm vụ so với vài năm trước. Yêu cầu các đối tượng nghi vấn test đã phát hiện và xử phạt hành chính 44 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Lúc cao điểm, con số người sử dụng ma túy lên tới hàng nghìn. Hai vụ xô xát gây thương tích cơ bản đều xảy ra trong khu công trường đang xây dựng. Thực tế này cho thấy, tuy người trọ trong xã chỉ khoảng vài trăm người, nhưng các lao động ở trong công trường sát cạnh các khu dân cư thì vẫn còn nhiều và đời sống sinh hoạt của họ còn nhiều liên quan đến địa phương. Vì vậy, cần phải tiếp tục duy trì các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự theo hướng bền vững, cần phát huy hiệu quả của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa lực lượng công an chính quy và các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trên địa bàn huyện Phù Cừ hiện tồn tại nhiều điểm đen về tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu là do cách bố trí các tín hiệu biển báo giao thông chưa hợp lý. Các điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông như nút giao ngã ba giữa đường tỉnh 386 với đường huyện 83 thuộc địa phận thôn Đỉnh Cao, xã Đỉnh Cao hay còn gọi là khu lưỡi A, nút giao giữa quốc lộ 38B với đường Minh Tâm thuộc địa phận thị trấn Trần Cao và ngã tư thôn Văn Sa, xã Đỉnh Cao. Đa phần đây là những nút giao chưa có đèn tín hiệu, mật độ giao thông đi lại thấp nên người điều khiển phương tiện thường có tâm lý chủ quan và đi rất nhanh. Hậu quả không làm chủ được tốc độ dẫn tới nhiều vụ tai nạn. Đặc biệt nhiều vụ tai nạn tại đây là học sinh thanh thiếu niên. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, các đơn vị chức năng huyện Phù Cừ cần sớm có những biện pháp xử lý những tồn tại nói trên. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông khi qua đây cần giảm tốc độ và chú ý quan sát để tránh tai nạn giao thông xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.